Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn đạo đức lớp 4 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn đạo đức thì chúng ta sẽ đến với bài Quyền và Bổn Phận Trẻ Em. Bài 9, tiết thứ 3. Đến với tiết thứ 3 thì chúng ta sẽ luyện tập thực hành một số hoạt động sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kể về các quyền và bổn phận của trẻ em mà các cái tiết học hôm trước chúng ta đã được học. Thì chúng ta có thể kể với các bạn ví dụ như một số quyền của trẻ em, đó là quyền được khai sinh, đúng không? Quyền chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo dục học tập và phát triển năng khiếu, quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, quyền được vui chơi, giải trí, quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp, quyền được sống, quyền chăm sóc và nuôi dưỡng, quyền giữ gìn, phát huy bản sắc, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền bí mật đời sống riêng tư, vân vân. Còn một số bộ phận thì chúng ta có thể chia sẻ với các bạn, ví dụ như là bộ phận rèn luyện tập thân thể này, bổn phận phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp, bổn phận kính trọng lễ phép với ông bà cha mẹ, hay là bổn phận bảo vệ giữ gìn sử dụng tài sản, hay là bổn phận thương yêu đoàn kết, bổn phận học tập, bổn phận tôn trọng giáo viên, bổn phận rèn luyện đạo đức, bổn phận trân trọng lễ phép, bổn phận sống trung thực khiêm tốn, bổn phận không đánh bạc mua bán sử dụng rượu bia thuốc lá và các chất gây nghiện. Đó là một số bổn phận. Hoạt động khởi động này thì chúng ta có thể chia sẻ với các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết hôm nay, chúng mình sẽ đến với tiết luyện tập. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện hành vi, sẽ quan sát hành vi, các hành vi A, B, C và D. Vậy thì hành vi nào sau đây là xâm phạm đến quyền trẻ em và vì sao? Thì chúng ta có thể thảo luận và chia sẻ với các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận, sau đó chúng mình sẽ chia sẻ với các bạn. Sau đây thì chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên thì chúng ta thấy là hành vi đánh đập hành hạ trẻ em thì chúng ta thấy như thế nào? Đây là hành vi có xâm phạm đến quyền của trẻ em hay không và vì sao? Vậy thì hành vi A, đánh đập và hành hạ trẻ em, đây là hành vi gì? Đúng rồi, đây là hành vi xâm hại đến quyền trẻ em. Vì sao? Vì trẻ em có quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc. Chúng ta thấy đây là hành vi xâm phạm đầu tiên, đúng không? Đánh đập và hành hạ trẻ em. Còn hành vi thứ hai là bắt trẻ em nghỉ học để làm việc. Chúng ta thấy có xâm phạm đến quyền của trẻ em hay không? Hành vi này chúng ta cũng thấy đây là hành vi xâm hại đến quyền trẻ em. Vì sao? Vì trẻ em có quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu, cho nên chúng ta thấy đây là hành vi xâm hại đến quyền của trẻ em, như là bắt trẻ em nghỉ học, đúng không? Hành vi thứ ba đó là nhắc nhở khi trẻ em lười học, thì chúng ta thấy có xâm phạm không? Hành vi này thì đây là không phải là hành vi xâm phạm đến quyền của trẻ em, đúng không? Vì sao? Vì trẻ em phải có bổn phận thực hiện nhiệm vụ học tập. Học tập tức là bổn phận của chúng ta phải thực hiện, và không cần phải ai nhắc nhở, chúng mình cũng cần phải thực hiện cái bổn phận này. Việc của chúng ta đó là gì? Học tập, đúng không? Thì nếu như ai đó mà nhắc nhở khi trẻ em lười học thì đây không phải là hành vi xâm phạm nhé. Còn đến với hành vi D, đó là yêu cầu trẻ em phụ giúp công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi. Thứ nhất thì chúng ta thấy đây là yêu cầu trẻ em phụ giúp công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi, thì đây là cái hành vi như thế nào? Đúng rồi, đây là hành vi không phải là xâm phạm nhé. Vì chúng ta thấy là việc phụ giúp những công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi là bổn phận của trẻ em. Chúng ta sẽ giúp bố mẹ những công việc phù hợp với lứa tuổi như là quét dọn nhà cửa, trông em, rồi rửa chén bát, phơi quần áo chẳng hạn. Đó là những cái
việc mà chúng ta có thể làm được, cho nên đây không phải là hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em. Bây giờ thì chúng ta thấy đến một số những cái hoạt động xâm phạm đúng không? Và chúng ta cũng thấy một số bộ phận. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ hai là chúng ta sẽ đưa ra ý kiến của mình, đó là tán thành hoặc là không tán thành ý kiến nào dưới đây và vì sao. Chúng ta sẽ đưa ra ý kiến của mình đó là em tán thành hoặc là không tán thành ý kiến nào dưới đây và vì sao. Thứ nhất, chúng ta thấy ý kiến của bạn Lâm đó là trẻ em có quyền vui chơi, không cần làm việc gì. Bạn Nga thì cho con đi học hay không là quyền của cha mẹ. Bạn Hùng thì trẻ em không phải làm công việc nặng nhọc. Bạn Mai thì trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân. Bạn Tuấn thì trẻ em chỉ cần học, không cần tham gia các hoạt động khác. Còn bạn Hằng thì là mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Thì chúng ta sẽ tán thành hay là không tán thành những ý kiến nào và vì sao? Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra ý kiến của mình nhé. Đầu tiên, ý kiến của bạn Lâm đó là trẻ em có quyền vui chơi, không cần làm việc. Chúng ta có tán thành ý kiến này hay không? Thì ý kiến này chắc chắn là chúng ta sẽ gì? Không tán thành. Vì sao? Vì trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, nhưng mà gì? Nhưng mà phải có bổn phận giúp đỡ gia đình, những công việc phù hợp, chứ không phải là lúc nào cũng chơi vui chơi cả, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ không tán thành ý kiến này, ý kiến của bạn Lâm. Bây giờ chúng ta xem ý kiến của bạn Nga nhé. Cho con đi học hay không là quyền của cha mẹ. Chúng ta sẽ như thế nào? Tán thành hay là không tán thành? Ý kiến này chúng ta cũng gì? Không tán thành. Vì trẻ em có quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu, đúng không? Việc cho con đi học là trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ. Như vậy chúng ta thấy là việc mà con đi học thì đó là gì? Trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ phải đưa con đến trường thì đúng độ tuổi. Như vậy chúng ta thấy là gì? Ý kiến này chúng ta không tán thành. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ý kiến của bạn Hùng. Trẻ em không phải làm các công việc nặng nhọc. Thì chúng ta thấy ý kiến này như thế nào? Ý kiến này thì chúng ta sẽ gì? Tán thành, đúng không? Vì đó là những công việc vượt quá sức của trẻ em. Chúng ta thấy những công việc nặng nhọc, lao động chân tay nặng nhọc thì đối với trẻ em thì quá sức. Như vậy đây là gì? Vi phạm, xâm phạm đến quyền của trẻ em, đúng không? Như vậy chúng ta thấy là gì? Sẽ tán thành ý kiến này. Chúng ta sẽ làm những công việc phù hợp mà thôi, vì đó là những công việc phù hợp của chúng ta. Còn trẻ em mà làm những việc nặng nhọc thì chúng ta sẽ gì? Trẻ em không phải làm những công việc nặng nhọc, chúng ta sẽ gì? Tán thành. Còn bây giờ chúng ta sẽ ý kiến của bạn Mai, đó là trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân. Vậy thì trong những lần chúng ta học tập hay là chúng ta họp hay là trong những gia đình thì chúng ta có được cái quyền này không? Đúng rồi, ý kiến này chúng ta tán thành, đúng không? Vì đây là quyền mà, đây là một trong những quyền của trẻ em, chúng ta có thể bày tỏ ý kiến cá nhân của mình, đúng không? Còn ý kiến của bạn Tuấn đó là trẻ em chỉ cần học, không cần tham gia các hoạt động khác. Ý kiến này thì chúng ta sẽ gì? Ý kiến này chúng ta sẽ trẻ không cần học, không cần tham gia các hoạt động khác thì chúng ta sẽ gì? Không tán thành. Vì ngoài việc học, trẻ em cần tham gia các hoạt động khác để rèn luyện thân thể, đạo đức, phát triển một cách toàn diện. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ý kiến của bạn Hằng. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Thì chúng ta thấy ý kiến này như thế nào? Chúng ta sẽ tán thành cái ý kiến này, đúng không? Vì quyền trẻ em được pháp luật quy định rõ ràng, mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều là trái pháp luật. Chúng ta tán thành ý kiến này. Vừa rồi thì chúng ta đã tán thành và không tán thành một số ý kiến. Qua đó chúng ta thấy là có nhiều ý kiến chúng ta cũng sẽ gì? Không tán thành, và có nhiều ý kiến chúng ta thấy sẽ là tán thành. Thì như vậy chúng ta thấy đó là chúng ta đã tán thành được một số ý kiến. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện được những quyền và bổn phận nào của trẻ em rồi, chúng mình có thể chia sẻ với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Chúng ta đã thực hiện được những quyền nào?
À, chúng ta thấy là quyền của chúng ta đó là quyền được học tập này đúng không? Quyền được vui chơi này đúng không? Chúng ta hàng ngày đến trường. Rồi quyền được sống, quyền được khai sinh, đó là chúng ta có thể kể cho bạn nghe. Bổn phận thì chúng ta gì? Giúp đỡ bố mẹ những công việc phù hợp đúng không? Bày tỏ ý kiến cá nhân vân vân. Thì hoạt động này chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn nhé. À, còn một hoạt động nữa là chúng ta sẽ vẽ sơ đồ tóm tắt về quyền và bổn phận trẻ em. Thì về sơ đồ tư duy thì hoạt động này chúng ta sẽ tự thực hiện. Dựa vào những cái bổn phận và quyền đó thì chúng ta sẽ tự thực hiện nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết thứ ba, quyền và bổn phận của trẻ em. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.